Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với một bài IELTS reading và bài đọc hôm nay có tên là Swallow in Migration. Và cái chủ đề hôm nay chúng ta sẽ đi làm một dạng bài mà rất nhiều bạn trong IELTS, rất nhiều bạn khi mà các bạn tự ôn IELTS các bạn gặp khó khăn, đó là dạng bài True False Not Given. Tại sao mình biết là các bạn hay gặp khó khăn đối với dạng True False Not Given? Tại vì đơn giản là vì ngày xưa mình cũng ôn IELTS và mình cũng và trước khi đạt được cái mức là 8.0 IELTS reading thì mình cũng gặp khó khăn với dạng True False Not Given này rất là nhiều, đặc biệt là phân biệt giữa False và Not Given. Cho nên là hy vọng bài hôm nay sẽ là một cái tài liệu hữu ích giúp các bạn đang tự học tiếng Anh IELTS nói chung và các bạn tự học IELTS reading nói riêng có thể nâng cao số điểm của các bạn, vì các bạn cũng biết là IELTS reading nó là kỹ năng mà dễ ăn điểm nhất trong IELTS, đúng không? Alright, và không để các bạn đợi lâu nữa thì chúng ta sẽ đi vào phân tích và bắt đầu giải từ câu 1 đến câu 6. Thì các bạn có thể thấy là chúng ta có tất cả 6 câu True False Not Given từ câu 1 đến câu 6 ở đây. Và đầu tiên, cái bước đầu tiên lúc nào các bạn làm một bài IELTS reading thì các bạn cũng nên đọc cái tiêu đề của người ta trước. Cái tiêu đề của ở đây thì nó có nghĩa là Swallow in Migration. Migration thì chắc là các bạn cũng đã biết rồi. Migration thì nó có nghĩa là cái sự di cư, đúng không? Cái sự di cư. Còn swallow thì thật ra là nó là một cái tên riêng. Các bạn đọc xong cái bài này thì các bạn có thể nhận ra được là thật ra đây là tên của một loài chim. Nó rất là quen thuộc trong 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 tiếng Việt mình. Đó. Ok, sau câu đầu tiên của chúng ta là các bạn hãy nhìn vào câu đầu tiên của chúng ta, thì cái bước đầu tiên lúc nào cũng sẽ là bước các bạn cần phải đọc hiểu cái câu hỏi người ta đang hỏi chúng ta cái gì. Thì câu số 1 này người ta hỏi là the swallow, những con swallow này là loài chim duy nhất, cái loài mà nó di cư tới vùng Bắc Mỹ, à Bắc Âu, để mà nó trải qua cái mùa đông ở đấy, đúng không? Thì các bạn sau khi đã hiểu được cái ý nghĩa của cái câu hỏi này rồi thì chúng ta cần phải nhớ cái nghĩa này để mà khi mà vào đọc trong cái phần bài đọc chúng ta không bị quên. Và chúng ta cũng cần phải xác định một số cái keywords để mà có thể xác định được cái vị trí mà trong bài đọc chúng ta cần phải đọc. Thì ở đây mình có một tip, đó là đối với keywords thì mình thường thường sẽ chọn những từ ví dụ như là danh từ nè, cụm danh từ và động từ, và chọn nó làm keywords. Như ở đây chúng ta có the swallow, chắc chắn nó sẽ là một cái keywords bởi vì cái bài này đang nói đến swallow, đúng không? The only species of bird, the only species of bird là cái loài chim duy nhất nè, và the summer, summer và Northern Europe, đúng không? Thì ở đây có một cái keyword rất là đắt giá, đó là Northern Europe, bởi vì nó là một địa danh riêng. Swallow nó cũng là một cái keyword mà người ta không paraphrase được, cho nên là mình sẽ dùng cái keywords này để tìm thật nhanh ở trong bài đọc, xem là trong bài đọc cái thông tin này nó nằm chỗ nào. Thì các bạn hãy tìm xem trong bài đọc cái có chỗ nào xuất hiện những cái keywords này. Có một cái tip, đó là bởi vì câu này là câu đầu tiên trong bài, cho nên là câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên thường thường nó sẽ xuất hiện ở ngay những đoạn đầu. Thế thì các bạn hãy đọc thật nhanh từ trên xuống dưới, đọc lướt rồi xem chỗ nào có xuất hiện các từ vựng, các keywords như trong câu 1. Đúng rồi, như các bạn có thể thấy là ở ngay những cái dòng đầu tiên luôn thì mình có the swallow này, đúng không? Và nếu đọc một chút nữa thì các bạn sẽ thấy ở đây có Northern Europe. Thế thì cái điều này nó có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là câu trả lời cho câu hỏi số 1 của chúng ta nó sẽ nằm ở đoạn A. Mình phải đọc từ đầu đoạn A. Thế thì ở đây mình đọc nhá. Cứ mỗi tháng 4 nè, cùng với rất là nhiều những cái loài chim khác thì những con swallow nó sẽ đi đến vùng Bắc Âu và nó sẽ trải qua cái mùa hè ở đấy. Thế thì các bạn có thể thấy là ở đây có cái cụm along with many other species. Thì ý người ta là gì? Ý người ta nói đó là vào tháng 4 là cùng với những loài chim khác thì những con swallow này nó sẽ bay đến vùng Bắc Mỹ, Bắc Âu để mà nó trải qua cái mùa hè ở đấy. Tuy nhiên ở trong cái bài câu hỏi của chúng ta thì người ta lại nói là những con swallow này nó là cái loài duy nhất, loài chim duy nhất mà nó di cư đến vùng Bắc Mỹ để mà nó trải qua mùa hè ở đấy. Vậy rõ ràng là thông tin trong bài đọc và thông tin ở trong câu hỏi nó trái ngược nhau, nó không có giống nhau, nó là hai cái thông tin khác nhau, cho nên đáp án cho câu này là một câu false. Câu này là một câu false nhé. Ok, chúng ta tiếp tục đến với câu số 2. The swallow is easily noticeable because of its tails and the way it flies. Câu này có nghĩa là những con swallow này thì nó rất là dễ được nhìn thấy, dễ được chú ý nè, bởi vì cái đuôi của nó, tail, đuôi nè, và cái
The way it flies là cái cách mà nó bay, có nghĩa là cái cách mà nó bay và cái đuôi của nó làm cho nó dễ nhận ra, dễ được nhận ra. Thế thì mình phải trả lời được cái câu hỏi đó là có phải tại vì cái đuôi của nó và cái cách mà nó bay mà nó dễ được nhận ra hay không, đúng không? Thế thì ở đây mình sẽ có một số cái keywords như là tiếp tục như là the swallow này, đúng không? Là danh từ nè, động từ nè, easily noticeable nè, rất là dễ được chú ý nè, it tells nè là danh từ nè, và the way it flies là cái cách mà nó bay, được chưa? Thế thì các bạn hãy quay trở lại phần bài đọc và tìm xem ở đoạn nào nó xuất hiện những cái keywords này. Đối với dạng true false not given thì cái thông tin câu trả lời cho câu hỏi nó sẽ xuất hiện theo thứ tự. Có nghĩa là câu 1, câu trả lời cho câu 1 sẽ đứng trước câu trả lời của câu hỏi số 2, và ngược lại câu trả lời cho câu hỏi số 2 sẽ nằm sau câu hỏi số 1. Cho nên là ở đây mình đã có câu hỏi đáp án cho câu hỏi số 1 rồi, đúng không? Thế thì cái đáp án cho câu hỏi số 2 thì nó sẽ từ nằm từ cái đoạn này trở xuống. Đó, thì các bạn hãy tập trung nhìn xem là chỗ nào có xuất hiện những keywords. Các bạn thấy chưa nhỉ? Thì những cái keywords này nó xuất hiện ở ngay trong đoạn B luôn. Đầu tiên là mình có the swallow này, đúng chưa? Sau đấy các bạn xuống tới đoạn thứ hai, câu thứ hai các bạn sẽ thấy ở đây có tell, được chưa? Nó trùng với keywords ở trong câu hỏi ấy. Và xuống dòng nữa thì chúng ta sẽ bắt gặp từ flight này. Flight này nó là danh từ của động từ fly, được chưa? Cho nên là cái thông tin liên quan đến câu hỏi số 2 thì chắc chắn nó sẽ nằm ở trong cái đoạn B này. Thế thì mình cần phải đọc kỹ, đây là lúc các bạn cần phải đọc kỹ. Ok. Những con swallow này thì được biết đến bởi vì một vài lý do. Đầu tiên thì nó rất là distinctive, nó rất là khác biệt với cái đuôi như thế nào đấy, và cái cách bay như thế nào đấy mang tính rất là đặc trưng riêng nè, và mang tính acrobatic swooping nè. Thì ý của cái đoạn này nó chính là những con swallow này nó rất là distinctive, nó rất là khác biệt, nó thông với cái đuôi và cái cách mà nó bay. Thì các bạn có thể thấy ở đây chúng ta có từ distinctive. Distinctive nó có nghĩa là gì ạ? Nó là một từ C1, nó là một từ advanced, nó có nghĩa là có một cái tính chất, một cái đặc điểm gì đấy mà làm cho cái sự vật đấy nó khác biệt và nó rất là dễ được chú ý, đúng không? Thế thì cái distinctive ở đây chúng ta sẽ quay lại bài đọc. Thì các bạn có thể thấy cái từ distinctive ở đây nè, nó chính là paraphrase của cái cụm is easily noticeable, được chưa? Nó chính là cụm mang nghĩa là rất là dễ được chú ý, bởi vì nó khác biệt nên nó dễ bị chú ý đó. Cho nên là về bản chất câu này là một câu câu true, đúng chưa? Cái con swallow này nó khác biệt và nó dễ được chú ý bởi vì cái đuôi của nó và cái cách mà nó bay. Vậy câu này là một câu true. Đó. Thì các bạn có thể hơi bị ngắc ngứ ở cái đoạn câu số 2 này một chút, bởi vì người ta dùng quá nhiều từ ở trước những cái từ ví dụ như là tail hoặc là flight này đi. Ví dụ như ở trước từ tail này nó có cái từ forked, và ở trước từ flight này thì nó là một cụm tính từ luôn, characteristic acrobatic swooping. Nhưng mà về bản chất á, thì các bạn chỉ cần biết được tail nó có nghĩa là đuôi và flight có nghĩa là cái cách mà nó bay thì các bạn đã có thể hiểu được ý nghĩa của câu này rồi. Tại vì thật ra mà nói những cái từ này ở đằng trước tail và những cái từ ở đằng trước flight này nó đều mang tính chất bổ nghĩa cho hai cái từ đằng sau nó thôi. Còn cái danh từ chính của nó vẫn là tail và flight, cho nên là các bạn không cần biết nghĩa của những cái từ đằng trước này, các bạn cũng có thể hiểu được cái câu này ý người ta đang nói là gì, đúng không? Ngay cả bản thân mình lúc mình làm bài này mình cũng không biết cái từ forked này hoặc là swooping acrobatic này nó có nghĩa là gì luôn. Nhưng mà mình vẫn làm đúng được câu này. Đó, đó là cái cách mà làm bài IELTS Reading. Thì nếu mà các bạn không làm được bài này thì rất có thể là các bạn không biết từ nghĩa của từ distinctive là gì. Đúng không? Vậy thật ra câu này người ta đang kiểm tra cái khả năng hiểu biết của bạn về cái từ distinctive. Và nhiệm vụ của các bạn có nghĩa là sau bài này các bạn cần phải học nghĩa của từ distinctive này. Nó đồng nghĩa với easily noticeable. Và chúng ta tiếp tục đến với câu số 3. Những con swallow này thì frequently seen in cities. Những con swallow này thì thường xuyên được nhìn thấy ở thành phố, ở những cái thành phố. Frequently nó là một trạng từ để chỉ tần suất. Nó có nghĩa là thường xuyên, đúng không? Seen là được nhìn thấy, is frequently seen là được nhìn thấy. Ở đây là một cấu
cấu trúc bị động đúng không? Cities, nó là ở thành phố. Vậy mình sẽ có một vài cái keywords như là the swallow nè, frequently seen và cities. Thế thì bây giờ nhiệm vụ của chúng ta đó là quay ngược lại bài đọc xem ở trong bài đọc có cái chỗ nào nó người ta mention những cái động từ, những cái từ này hay không. Thì các bạn hãy cố gắng tìm xem thật là nhanh xem ở chỗ nào người ta có mention là the swallow, chỗ nào có cities. Các bạn tìm thấy chưa? Thì các bạn có thể thấy là ở ngay cuối cái đoạn B đúng không? Ở ngay cuối đoạn B chúng ta có cities rất là rõ ràng đúng không? Cities rất là rõ ràng. Thì rất có thể là cái câu trả lời cho cái câu hỏi số 3 nó nằm ở đoạn cuối đoạn này, thì chúng ta cần phải đọc kỹ đoạn này để tìm được câu trả lời. Bắt đầu mình dịch nè. Thứ hai là it's a very common, it's a very common là những cái con swallow này nó rất là thông dụng và nó thì sống rất là gần, cái câu này nó live in close proximity to human habitation, nó sống rất là gần với những cái quần thể, cái nói chung là nó sống với rất gần với loài người nè, đặc biệt ít nhất là ở vùng những cái vùng rural, ở những cái vùng nông thôn, rural areas là vùng nông thôn đúng không? Nhưng mà câu sau này, tuy nhiên, however, nó thì hiếm khi được bắt gặp ở những cái thị trấn hoặc là thành phố, cái câu này. Hiếm khi được bắt gặp ở thị trấn hoặc là thành phố, cái từ encounter này nó đồng nghĩa với seen. Encounter này nó có nghĩa là bắt gặp một cái gì đấy. Và rarely, rarely có nghĩa là hiếm khi. Vậy ở trong bài đọc người ta nói là những con swallow này thì nó hiếm khi được bắt gặp ở trong thành phố hoặc là những cái thị trấn. Trong khi trong câu hỏi thì the swallow is frequently seen in cities. Những con swallow thì được thường xuyên nhìn thấy ở thành phố. Vậy về bản chất, trong bài đọc nó đưa ra một thông tin khác và trong câu hỏi đưa ra một thông tin khác nhau. Vậy câu này là một câu false. Vậy ở câu này người ta đang kiểm tra các bạn về cái gì? Ở câu này người ta đang kiểm tra các bạn về nghĩa của cái từ encounter này. Encounter này thì nó có đồng nghĩa, nó có nghĩa là bắt gặp một cái gì đấy không thích thú lắm. Thường thường ví dụ như bạn làm một cái gì đấy, sau đấy bạn gặp một cái vấn đề mà nó ngăn cản cái việc bạn đang làm, thì người ta sẽ dùng cụm từ, người ta sẽ dùng cái từ encounter. Tuy nhiên encounter nó có một cái nghĩa khác, đó là bắt gặp một cái gì đấy một cách tình cờ, được chưa? Nó đồng nghĩa với see ở đây nè. Và rarely ở đây nó lại trái nghĩa với frequently. Frequently có nghĩa là thường xuyên, trong khi rarely thì có nghĩa là hiếm khi. Đó, cho nên là người ta ở đây người ta đang kiểm tra cái sự hiểu biết của các bạn về hai từ đó là rarely và encounter. Người ta xem thử các bạn có biết hai cái từ này nó đồng nghĩa với cái cụm frequently seen ở trong trong câu hỏi số 3 hay không. Ok, câu tiếp theo đến với câu số 4. Câu số 4 nghĩa là the insects, những cái con côn trùng không chứ không phải là những con swallow. Xuất hiện để báo trước cái thời tiết bão bùng. Thì ở đây câu này có nghĩa là gì? Ở đây có nghĩa là thật ra ý người ta nói là những cái con insects này nó mới chính là những cái tác nhân mà nó đoán được cái thời tiết không không đẹp, chứ không phải là những con swallow, được chưa? Vậy ở đây mình cũng sẽ có một số những cái keywords như là the insects nè. Đó, the insects nè, the swallow, predict nó là động từ đúng không? Stormy weather. Được chưa? Vậy các bạn hãy quay lại bài đọc và xem thử ở đoạn nào nó có xuất hiện những cái từ khóa này, đoạn nào. Các bạn phải đọc thật nhanh bởi vì ở đây chúng ta đã kết thúc cái câu hỏi số 3 ở đoạn đoạn B rồi đúng không? Cho nên là cái câu trả lời cho câu hỏi số 4 các bạn có thể tìm thấy ở đoạn C trở xuống. Vậy bây giờ mình hãy cùng đọc nào. Các bạn hãy chú ý thật nhanh. Ở đâu chúng ta có insects, ở đâu chúng ta có swallows, ở đâu có stormy weather. Đọc thật nhanh nào. Ở đâu ta? Các bạn tìm được chưa? Mình tìm được rồi, ở đây mình có the swallow ở đây đúng không? The swallow nè. Tiếp tục ở câu tiếp theo mình có stormy weather, được chưa? Stormy weather. Và ở câu tiếp theo nữa mình sẽ có insects. Đó. Swallow stormy weather the insects. Vậy cái câu trả lời cho câu hỏi số 4 thì chắc là nó sẽ nằm ở đoạn này rồi. Cho nên là các bạn cần phải đọc kỹ cái đoạn này, đọc kỹ từ đây trở xuống, từ xem là cái câu trả lời nó có xuất hiện ở trong đoạn này không. Thì bắt đầu tới bước này mình bắt đầu cùng đọc nè. Tương tự là những con swallow thì flying low,
Tương tự cái câu trích dẫn là những con swallow mà bay thấp thì nó sẽ đoán được trời mưa nè, cái thời tiết trời mưa, có mưa và thời tiết bão bùng. Có thể có một vài sự thật, có một chút ít sự thật trong cái sự quan sát này, mặc dù những cái con côn trùng mà những cái con swallow này nó ăn thì dường như mới là cái thứ mà dễ bị ảnh hưởng bởi cái sự sụt giảm áp suất, cái mà báo hiệu những cơn bão. Thế thì câu này có nghĩa là gì? Câu này có nghĩa là ý người ta nói là có một cái câu nói ở trong cái cộng đồng, đó là khi mà những con swallow này mà nó bay thấp á thì nó sẽ báo hiệu cái thời tiết có mưa và thời tiết bão bùng. Cái này thì giống với cái câu gì trong tiếng Việt đó nhỉ? Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì dâm, đúng không? Và câu tiếp theo người ta nói là điều này thì có thể đúng đó, cái quan sát này thì có thể đúng. Ý người ta nói là cái câu mà cái con swallow này nó bay thấp thì nó trời mưa á, thì câu này có thể đúng. Tuy nhiên, ở đây mình có cái từ though nè, tuy nhiên là thật ra những cái con insects, những cái con côn trùng mà những con swallow này nó ăn á, thì nó mới chính là cái tác nhân mà nó bị ảnh hưởng bởi cái sự giảm áp suất. The fall in pressure có nghĩa là giảm áp suất, là mình không cần quan tâm tới cái từ này nghĩa là gì, mình chỉ cần biết the fall in pressure có nghĩa là giảm áp suất nè. Và chính vì cái sự giảm áp suất đấy nó đồng nghĩa với cái gì, nó là cái dấu hiệu của cơn bão. Thế thì ở đây mình phải hiểu như thế nào? Ở đây mình phải hiểu đó là khi mà bão xảy ra này thì nó dẫn tới cái việc giảm áp suất ở trong không khí, đúng không? Thì cái việc giảm áp suất trong không khí thì nó gây ảnh hưởng tới những con insects susceptible, nó có nghĩa là dễ bị ảnh hưởng. Nó gây ảnh hưởng tới những con insects, làm những con insect này nó bay thấp. Và những con insect này nó lại là thức ăn của những cái con swallow, đúng không? Thì những con insect bay thấp dẫn tới những con swallow bay thấp. Thế thì từ đấy người ta mới nói đó là những con swallow bay thấp thì dẫn đến trời bão. Nhưng mà thực ra cái tác nhân mà có thể đoán được thời tiết bão bùng thực ra là những cái con insects này nè, chứ không phải là những con swallow. Những con swallow chỉ là một cái phương tiện thứ ba thôi. Cái tác nhân, cái chính xác mà nó thông báo được cái thời tiết có bão và có mưa chính là những con insects. Vậy câu này là câu đúng hay sai? Câu này là một câu true. Câu này là một câu true nha. Câu này là một câu true. Vậy câu này giả sử mà các bạn làm chưa đúng thì các bạn cần phải học cái gì để cho lần sau nếu mà mình gặp những câu tương tự thì mình có thể làm được? Các bạn phải học cái từ susceptible này. Susceptible này nó có nghĩa là dễ bị ảnh hưởng, đúng không? Các bạn phải học cái từ này, nó có nghĩa là cái dấu hiệu của một cái gì đấy, được chưa? Hai cái từ này là hai cái từ các bạn phải học. Vậy các bạn tới đây các bạn có thể đặt ra cái câu hỏi đó là thật ra bản thân hai từ này là hai từ ít gặp. Thế thì giả sử mà mình không biết được nghĩa của hai từ này thì có cái cách nào để mình có thể suy luận được ra câu trả lời cho câu hỏi này hay không? Thế thì có một cách, đó là các bạn dựa vào ngữ pháp. Tại vì các bạn cũng biết đó là bài IELTS Reading thật ra nó chỉ là một bài kiểm tra về từ vựng và ngữ pháp, đúng không? Thế thì cái yếu tố ngữ pháp nó cũng là yếu tố quan trọng để các bạn có thể làm được bài. Các bạn nhìn đây nè. Ở đây người ta nói là cái việc mà những con swallow này nó đoán được cái thời tiết mưa gió bão bùng á, thì there may be some truth in this observation. Có thể có một chút sự thật ở trong cái sự quan sát này. Tuy nhiên, sau đấy chúng ta có cái từ though, có nghĩa là tuy nhiên. Mà các bạn biết cái từ này về ngữ pháp thì nó mang nghĩa là gì? Nó mang nghĩa đối nghịch. Có nghĩa là cái ý của cái vế sau từ though nè, và cái ý của cái vế sau trước từ though nó sẽ khác nhau. Vậy ở trước từ though nó nói là có sự thật ở trong cái sự quan sát này, có nghĩa là có sự thật ở trong cái câu là swallow bay thấp thì trời sẽ bão. Tuy nhiên, điều đấy ở đằng sau này có thể sai. Cái sự xuất hiện của từ đâu này đã báo hiệu ý người người viết ở đây, người ta nói là cái câu đằng trước có thể bị sai, có nghĩa là những con swallow này không phải là cái tác nhân mà nó có thể đoán được cái thời tiết mưa gió bão bùng. Vậy giả sử mà các bạn không biết được nghĩa của từ và đang trong thời gian rất là eo hẹp, mình không 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 suy luận được, mình không biết được nghĩa của những cái từ ở đằng sau đấy, thì mình có thể đoán được câu này luôn, đó là câu này là một câu true, đúng không? Nhờ vào cái từ đâu này. Ok, mình sẽ tới với câu số 5.
Câu số 5, swallows form larger flocks than other birds when they depart in the autumn. Những cái con swallow này nó tạo nên những cái đàn rất là lớn, đàn lớn hơn những cái loài chim khác khi mà nó cất cánh vào mùa thu. Thì ở đây mình có swallow larger flocks other birds depart in the autumn. Được chưa? Thì câu này nó là một dạng true false not given comparison. Nó là một dạng so sánh trong dạng true false not given. Thì đối với dạng này chúng ta sẽ có cái cách làm khác một chút. Mình có thể công thức hóa được cái dạng này. Các bạn cứ để ý mà xem, có rất nhiều câu hỏi ở trong dạng true false not given là nó so sánh hai thứ. Cái này lớn hơn cái kia hay không? Cái này bé hơn cái kia hay không? Cái này có ít có liên quan tới cái kia hay không? Đấy, kiểu đấy. Thì mình sẽ ra một cái video riêng về cái dạng này để các bạn có thể làm được dạng này. Tuy nhiên là ở bài này thì mình hãy cứ cố gắng đó là trả lời theo cái kiểu đọc hiếu đã. Thì câu này có nghĩa là những cái con những con swallow này thì nó bay thành đàn lớn hơn khi mà nó cất cánh vào mùa thu hơn những loài chim khác. Được chưa? Thì tương tự các bạn hãy quay lại bài đọc và xem xét xem là ở đoạn nào chúng ta có những cái keywords này. Chúng ta đã có câu trả lời cho câu hỏi số 4 ở đây rồi thì mình sẽ đọc xuống dưới đúng không? Các bạn hãy cố gắng đọc nhé. Các bạn thấy ở đoạn nào có những từ keywords này? Mình thấy ở đoạn này chúng ta có at the end of the summer season. Được chưa? At the end of the summer season, vào cuối mùa hạ, xuân hạ thu đông. Xuân hạ thu đông. À, cuối mùa hạ chính là mùa thu đúng không? Vậy ở đây nó có thể chính là đồng nghĩa của cái cụm in the autumn nè. Và khi các bạn đọc xuống dưới thì mình có the swallow. Được chưa? Đọc xuống dưới một đoạn nữa thì các bạn có thể thấy ở đây nó là flock. Nhưng mà flock ở đây nó lại không phải là danh từ mà nó lại là động từ. Đúng không? Ở trong này thì nó sẽ là danh từ, còn ở trong bài đọc nó sẽ là động từ. Tuy nhiên mà không sao, tại vì bản chất là nghĩa về nó, nghĩa của nó là giống nhau rồi, về nghĩa nó giống nhau, cho nên là mình có thể xem như nó là đồng nghĩa được. Thế thì cái câu trả lời cho câu hỏi số 5 sẽ nằm trong từ cái đoạn at the end này đọc ở xuống dưới đúng không? Thế thì các bạn hãy đọc từ đoạn này xuống dưới. Vào cuối mùa hè là thì những con swallow này nó sẽ about to leave. Nó sẽ bay. Leave là bay, nó đồng nghĩa với lại depart, ok. Và chúng thường thường flock, nghĩa là chúng thường thường tập hợp thành bầy đàn nè, cùng với nhau in large numbers, với số lượng rất là lớn. Và cái gì nhỉ? Và high open perch trees này, live roof ridges and telegraph wires. Này thì chắc là đoạn này ý là người ta đang nói về cái cách mà nó bay, cái cách mà nó cất cánh đúng không? Cái cách mà nó hình thành bầy đàn. Tuy nhiên là các bạn có thể thấy là ở đây chúng ta không hề có cái sự so sánh nào. Chúng ta quan trọng là chúng ta không thấy có cái cụm are the birds ở đây. Được chưa? Quan trọng là chúng ta không thấy có cái cụm are the birds ở đây. Vậy cái đáp án cho câu số 5 này là gì? Là not given, bởi vì người ta không có so sánh cái cách mà nó tạo thành bầy đàn với những loài chim khác, không hề có sự so sánh, trong khi câu hỏi đang là sự so sánh, cho nên câu này là một câu not given. Not given. Đó. Tiếp tục chúng ta đến với câu số 8. Lộn, câu số 6. Chả hiểu đọc sao ra câu số 8 nữa. Câu số 6, why theory. Alo. Why theory nè, cái lý thuyết của white nè, strange nè, strange có nghĩa là lạ lùng nè, people now có nghĩa là cái lý thuyết của ông white nè, nó trở nên lạ lùng đối với con người ở thời hiện tại, thời điểm bây giờ đúng không? Thế thì ở đây chúng ta có một keyword rất là đắt giá, đó là white theory. White này nó là tên riêng, tại vì nó viết hoa mà. Thì các bạn hãy tìm chỗ nào có sự xuất hiện của white thì hãy dừng lại đọc ở đó. Thì các bạn thấy ở cái đoạn đi này chúng ta bắt đầu có sự xuất hiện của white, nó là một tên riêng, the hampshire naturalist Gilbert White. Và nếu các bạn nhìn xuống ở dưới nữa thì chúng ta lại thấy có sự xuất hiện của white đúng không? Thế thì ở đây nó đã có cái dấu hiệu nhận biết cho câu hỏi số 6 rồi, thì bắt đầu mình sẽ đọc
từ cái đoạn này trở xuống. Cái ông Hampshire Gilbert Wise này, ông ta là một naturalist, một cái nhà tự nhiên học, nhà nghiên cứu về tự nhiên. Ông ta đã viết ở trong cái cuốn sách của ông ta vào cuối thế kỷ 18 này, và ông ta tin rằng những con swallow này nó sẽ dive into bones, nó sẽ lặn sâu xuống những cái hồ nước và những dòng sông vào mùa thu, và nó sẽ ở cái vùng bùn ở dưới đáy ấy, cả mùa đông luôn, có nghĩa là vào mùa thu nó sẽ lặn xuống, sau đấy nó sẽ ở đấy cho qua mùa đông, và sau đấy nó sẽ re-emerging, nó sẽ xuất hiện trở lại vào mùa xuân tiếp theo. Xong tiếp theo mình có "This idea seems extraordinary to us." Cái ý tưởng này nó dường như là khác biệt, rất là lạ lùng. To us, extraordinary, nó có nghĩa là khác biệt, có nghĩa là lạ lùng. Nó đồng nghĩa với strange ở đây. Wise theory ở đây nó đồng nghĩa với this idea. This idea này, ý người ta nói là cái this idea này nè, cái idea mà những cái con này nó lặn xuống bùn đó, đó thì nó chính là wise theory. Và nó us ở đây nó chính là people, được chưa? Vậy câu này là một câu câu true. Vậy có nhiều bạn hỏi là ở trong câu 6 này chúng ta có cái từ now này, nhưng mà rõ ràng ở trong bài đọc người ta có nhắc đến hiện tại đâu mà tại sao mình có thể kết luận được cái câu này là câu true. Thì các bạn nhìn kỹ là tất cả những câu ở trên người ta chia thì quá khứ hết, đúng không? Gilbert White believed nè, died into nè, đó, remained nè, tất cả những câu trên người ta chia thì quá khứ hết. Tự nhiên bắt đầu cái câu this idea người ta chia thì hiện tại, seems người ta thêm s là người ta chia thì hiện tại, thì mình cần phải hiểu là câu this idea seem extraordinary to us này nó đang là một câu nói ở hiện tại, đúng không? Có nghĩa là tại thời điểm này thì cái ý kiến của cái ông White này là một cái ý kiến nó khác lạ đối với chúng ta. Cái cụm extraordinary nó có nghĩa là strange. Vậy câu này là một câu true, được chưa? Đó, vậy chúng ta đã vừa giải xong từ câu 1 cái câu 6, và hy vọng các bạn có thể sử dụng tài liệu này để nâng cao điểm cho các bạn. Cảm ơn đã theo dõi.